Nguyễn Công Hải, Xuân Trường. Có rất ít khoảng trống cho các cầu thủ của chúng ta. Phan Văn Đức rất hay. Anh Đức, cơ hội cứu vương. Cầu vương vẫn luôn là cơn ác mộng với các hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia. Đó là bàn thắng thứ 5 của cầu vương vào lưới của các đội tuyển Malaysia. Và sân vận động quốc gia Mỹ Đình như muốn nổ tung. Dường như có một cái duyên gì đó giữa anh Đức và Công Phượng. Chúng ta còn nhớ là bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 3-0 trên sân của đội tuyển Lào thì cũng chính từ một tình huống chạm bóng đầu tiên của anh Đức. Và trong một pha bóng lộn xộn thì Công Phượng đã băng vào dứt điểm rất nhanh mở tỷ số. Và ngày hôm nay người đã có cơ hội dứt điểm đầu tiên là anh Đức, và sau đó bằng một cách nào đó bóng đã tới vị trí của Công Phượng.